Mời nhà trai. Xin mời anh ngồi. Xin mời nhà gái. Chào cô gái của chúng ta, mời cô gái ngồi. Mời nhà trai. Em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chị Ngọc Lan. Dạ. Em chào quý khán giả. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Hồng Phượng. Dạ, em sinh năm 1983. 83. Dạ, em sinh ra ở Nghệ An mà bây giờ em đang công tác và làm việc tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Phượng làm gì Phượng? Em làm bên ngành cơ khí đóng tàu. Rồi, bây giờ nhà gái giới thiệu cho nhà trai nghe nè. Lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan ạ. Chào em. Em tên là Nguyễn Thu Hương. Em sinh năm 1984. Và hiện em sống và làm việc tại quận Gò Vấp. Em làm quản lý nhà và phòng trọ cho thuê. Có bao nhiêu phòng trọ? 13 phòng trọ và mấy nhà cho thuê thôi. Hồng Phượng thân mến, bây giờ Hồng Phượng nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình cho nhà gái nghe đi. Khuyết điểm trước đi. Khuyết điểm có hút thuốc. Có biết nhậu, nhút nhạt, rụt rè được nằm đông, nhất là trước bạn gái. Hút thuốc nhiều không? 2-3 ngày kiểu. Nhậu nhiều không? Đồ của em cũng khoảng 4-5 lon. Trời ơi, hút thuốc là nhậu nữa. Mình có ưu điểm gì để bù đắp lại cái nhược điểm đó không? Thật thà, vui vẻ hòa đồng với bạn bè. Ừ. Hãy giúp đỡ người khác. Nghệ An rồi, mình vô đây mình sống với ai? Trước thì sống với chị gái, em gái. Và sau này em ở riêng. Tức là giờ mình thuê phòng trọ, ở trọ riêng. Dạ. Rồi mình làm cơ khí đó là làm sao? Ví dụ như mình làm con tàu, mình đóng cả phần, mình rạp cả phần lại, em là thợ hàn. Rồi, thợ hàn cơ khí đó. Ôi, chào nhà gái. Dạ, em chào anh. Hay bà chủ nhà trọ. Bà chủ này chắc nhiều người trọ lắm á. Sao nè, ưu điểm khuyết điểm gì nói cho nhà trai tôi biết coi. Ưu điểm của em á là vui vẻ hòa đồng. Cái điểm của em là đôi khi gặp cái người mà em cảm thấy thích thì em sẽ nhút nhát và em sẽ run lẩy bẩy. Run lẩy bẩy. Trời ơi. Em run lẩy bẩy nãy giờ. Yên tâm, với em thì em chỉ cần nhìn thôi người ta đã lo rồi. Nhìn thôi người ta đã lo rồi. Nếu như mà em mà được như anh nói thì lâu nay em đâu có ế. Không thấy. Bao nhiêu mối tình rồi mà chưa có mối tình nào mà. Không, em có rồi. Nhưng mà em cảm thấy như là nó không hợp với em. Cái người đầu tiên mà em lấy làm chồng năm em 19 tuổi thì người đó đi với bạn gái đó. Thì có nghĩa là lấy nhau rồi. Thì khi đó em có bầu thì em gặp thì hai người đó dạy như em có xô xát một chút thì đẩy em thì em bị sẩy mất đứa đầu tiên. Và cho đến bây giờ thì em vẫn chưa có đứa nào. Nói chung là em cảm thấy như là tự nhiên em bị ám ảnh á, xong rồi em không có muốn, nếu như em bị mất niềm tin ạ. Tức là từ đó tới nay em không có. Em có, và cái người thứ hai thì cũng không hợp, mà người thứ ba thì giống như là người ta rất là lo lắng cho em. Em thấy một cô bạn đó thì em coi như một người chị gái của em, và người đó thì ví dụ như là em quen anh đó tại thấy lo lắng cho em quá thì sẽ ghen tị, xong rồi thí dụ ngồi sẽ nói là cái con này nó lợi dụng mày tiền bạc thôi, có nghĩa là nói với anh đó, còn nói với em là giống như chị nhận quen cho vui vậy đó. Qua đường thì tự nhiên là hai đứa gây một sự hiểu lầm và mâu thuẫn, hai đứa cãi nhau đến độ mà không thể hàn gắn được, và từ đó là em ế cho đến bây giờ. Em lập gia đình năm bao nhiêu tuổi? Em năm 19 tuổi. Được bao nhiêu năm? Em ở được mấy tháng thôi thì em mất cái bầu nên là em ly dị luôn. Em nghe hoàn cảnh bên chưa? Em nghe thôi em thấy cũng buồn. Thấy buồn đúng không? Thật ra cô gái bên kia rất là dễ ấn tượng lắm á. Còn mình sao? Em thì cũng trải qua 3-4 mối tình. Mối tình dài nhất của em là cũng được hơn 2 năm. Lúc đó thì cũng do công việc nó ít. Có cái dịp đó em về quê cũng Tết này anh ấy. Tết này em về quê thế là làm trang trại, nuôi heo, nuôi gà, nuôi làm trang trại với bố mẹ đấy. Thôi lúc đó là cái dịch lớn thế là khó khăn lắm. Thế là ở trong này cũng ít liên lạc, em cũng ít liên lạc. Tự nhiên lâu xa mặt cách lòng. Thì chia tay? Dạ, chia tay. Cũng long đong quá hả? Bây giờ em muốn có một người vợ như thế nào? Không có quan trọng về ngoại hình. Ngoại hình là được, nhìn được là được thôi. Chứ còn em quan trọng về cái nội tâm hơn, về cái phẩm chất của người, đẹp nết hơn. Đẹp nết là sao? Bây giờ như thế nào là đẹp nết nè, theo anh? Giờ chưa thấy cái nết, chào, chưa biết. Chào, chào chị. Giờ thấy cái nết làm sao là thấy đẹp? Em cần một người phụ nữ của gia đình. Chứ em không có thích một người tóc vàng, tóc khỏe hay là nhí nhảnh gì đấy. Em không thích. Bây giờ tóc vàng á, nó là người ta style, một thời trang. Tóc nó bị cháy thôi, nắng quá. Còn em nè, em muốn một mẫu hình lý tưởng một người chồng tương lai như thế nào? Biết quan tâm em, biết tôn trọng ba mẹ. Và kinh tế đủ vững vàng để cả hai không phải suy nghĩ nhiều. Tại vì người ta nói là tiền không phải tất cả, nhưng mà đôi khi không có tiền thì vất vả thế thôi. Cũng hay. Em đi với ai em gái? Dạ, em đi với em trai và bạn của em. Em chào hai MC và chào quý vị khán giả. Chào đàn trai. Theo đánh giá mà cá nhân của em á, thì hai anh chị á, là về ngoại hình nó đã không tương đồng.
hai anh chị là về ngoại hình nó đã không tương đồng. Thực sự thì em chơi với chị cũng lâu rồi, em cũng biết tính cách của chị là rất năng động. Anh thì lại thích một người phụ nữ là của gia đình. Cho nên theo ý kiến riêng của em thì có thể hai người nếu mà đã lên chương trình rồi thì có thể cho nhau một cơ hội. Nếu mà thấy không tương đồng thì thôi đừng bấm luôn. Đúng rồi, dạ. Mất thời gian. Đúng rồi. Dạ. Bởi vì nếu mà không có hợp nhau thì bấm cũng khó lắm. Dạ. Ừ. Nhưng mà đó là mình là người ngoài mình nhìn khách quan. Một tí nữa mở rào hai anh chị sẽ nhìn nhau kỹ hơn. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Okay. Cảm ơn nhà gái. Cảm ơn ý kiến của em. Nhà trai đi với ai? Em đi vị em trai ba em. Dạ chào nhà trai ạ. Hôm nay em đến đây để cầu vui cho anh trai. Xúc động là sao nè em gái? Em gái lo lắng cho em trai, anh trai quá đúng không? Tại ảnh cũng lớn tuổi, với lại ảnh cũng hiền lành lắm. Nên thành ra là cũng lo. Lo đúng không? Thương quá. Rồi, hy vọng ngày hôm nay anh trai sẽ có người nắm tay đi về nhà ha. Thôi, bây giờ mình mở rào thôi. Mở rào. Chuyện còn lại là của các bạn. Chúng ta cũng đã nghe người thân góp ý rồi. Gặp mặt nhau đi. Điều gì đến sẽ đến nào. Bắt đầu đi em. Chào em. Cậu muốn mời tặng em. Em cảm ơn anh. Lâu lắm rồi em mới có người con trai tặng hoa cho em á. Anh cũng lâu lắm rồi mới tặng hoa cho một người con trai. Vâng, vậy thì em có món quà tặng anh. Tuy là nó nhỏ nhưng mà nó có võ vậy. Cái này cái mùi em hay dùng mà khi nào thì anh ngửi mùi thì anh sẽ nghĩ là em đang ở gần anh. Cái màu môi của em cùng dũng màu hồng này. Cảm ơn lắm. Mời hai bạn ngồi ghế đi. Lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó, các bạn cảm nhận về nhau đi. Xinh, dễ thương, người vừa ốm. Người vừa ốm. Em thấy anh sao? Em thấy anh cũng hiền lành, nhẹ nhàng. Đó là tính cách. Còn em cảm thấy anh cũng là một người sống tình cảm. Em muốn một người quan tâm em, thương em và đừng có lăng nhăng là được. Tại vì đến tuổi này thì em cũng không có mong muốn gì hơn. Em chỉ cần như thế là đủ rồi. Anh chồng nội tâm. Nên là nếu mà lăng nhăng thì đã có người yêu rồi, đã có ấy rồi. Anh muốn một người vợ của gia đình, được quan tâm, được chăm sóc. Là chủ dựa là tinh thần của anh những lúc anh mệt mỏi. Tại vì ế quá và gia đình đều dục rồi mà lớn tuổi rồi. Rất là muốn lấy vợ. Anh khẳng định cái điều đó cho em. Cái kế hoạch là anh sẽ lập nghiệp và sinh sống ở đấy chứ không có về quê. Tuy gốc là anh ở Nghệ An nhưng mà hộ khẩu với ấy rồi anh ở đây hết rồi. Thế hiện anh ở quận mấy ạ? Anh ở quận 7 nhà bè. Ngày thì anh làm xưởng ở đóng tàu, cơ khí đóng tàu. Còn buổi tối thì anh có chạy thêm cơ rạp nữa. Nên anh biết cũng... Anh cũng đầy nghị lực nhỉ? Tại vì khổ đấy là mình cố gắng. Ai cũng có một cái áp lực trong cuộc sống mà. Em tuy vậy nhưng mà áp lực em cũng nhiều lắm. Em cũng khổ tâm nhiều, thành ra là em cứ phải gồng lên mạnh mẽ với cuộc đời này. Em mà khóc thì em cảm thấy xấu hổ. Tại vì xưa giờ em con đầu cho nên là em lúc nào cũng phải gồng lên, vừa làm anh vừa làm chị. Cho anh hỏi em là người đâu? Em sống Sài Gòn từ lúc học mẫu giáo giờ. Là gốc đấy. Còn gốc của em á là gốc Hà Nội. Hà Nội. Dạ. Nếu như là một người chồng thì em sẽ làm gì để chứng minh một người chồng tốt? Như thế nào đó, nói cho nhà gái người ta tin tưởng đi. Sau này mình về với nhau á, sẽ quan tâm em, anh sẽ săn sóc em, anh yêu thương em đến suốt đời. Rồi, cảm động. Nếu như mà mình đến được với nhau á, thì theo em thấy thì bao lâu anh thì anh càng nhanh càng tốt rồi. Em nghĩ là chắc 6 tháng đến 1 năm đi, thì có cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Có một cái khoảng thời gian tìm hiểu ha. Dạ. Chứ em không muốn cái gì vội vàng đến rồi nó cũng vội vàng đi, em không thích điều đấy. Rồi còn cô gái đời ngoài thời gian mình đi thu tiền nhà trọ thì mình có thể làm được những cái điều gì để mình chứng minh mình là một người vợ chăm lo cho gia đình. Nói chung là về nữ công gia chánh này, nói chung là nấu ăn, rồi em thì có sở thích là đam mê xe, thì em cũng hay tham gia các hội nhóm xe. Xe mô tô. Em thì bây giờ sau tai nạn á thì em chỉ nhẹ nhàng đi SH thôi. Chỉ nhẹ nhàng đi SH thôi. Cá tính nghề trường. Anh có nghĩ suy nghĩ thế nào về người con gái xăm hình? Đó là nghệ thuật. Ví dụ như anh thấy cái nhuộm tóc này cũng vậy này, rồi xăm môi hay là kẻ mày cũng đâu phải ngày xưa nữa. Nãy em nghe nói là anh không thích con gái để tóc vàng mà. Em cần một người phụ nữ của gia đình, chứ em không thích một người tóc vàng, tóc khỏe hay là nhí nhảnh gì đấy, em không thích. Hồi nãy thôi, còn hồi nãy thôi, giờ bỏ rào là ta thay đổi liền. Cuộc đời nó thay đổi nhanh lắm. Bây giờ nè, em tiến tới em nắm tay bạn gái đi. Quan điểm với con trai con gái chẳng làm tay em. Nhìn thẳng vào, nắm hai tay. Đó, nhìn thẳng con gái đi. Em cao bao nhiêu mấy? Em cao 1m65. Cao hơn anh. Dạ. Em có nghĩ vấn đề đó quan trọng lắm không? Vấn đề đó là vấn đề gì anh? Thì cao thấp đó. À không, nó bình thường mà.
bây giờ sữa của nước ngoài cũng nhiều, nếu mà có baby thì cho nó uống sữa thì nó cũng đủ cao thôi. Nghe em, nếu mà về với nhau em muốn mấy người con? Đẻ được hết trứng thì em đẻ thôi. Đẻ được hết trứng thì em đẻ thôi. Nhưng anh thấy vòng 3 người là hai gái một cái thì này. Nhưng mà lỡ mà tặng gái thì sao? Cũng đẹp, 3 người là đẹp rồi. Ồ, vậy hả? 3 con bịt rời kêu quạc quạc hả? 3 con bịt rời kêu quạc quạc hả? Em thích con gái đâu trước? À, em thì thích con trai thôi. À vậy hả? Anh thích con gái đâu trước? À vậy ạ. Con gái đâu trước? Chăm lo cho mẹ nữa không? Mấy năm gần đây em có tích góp được một... cũng không nhiều lắm đâu, nhưng cũng chưa đủ được mua nhà được đâu, nhưng mà một ít rồi, từ khoảng 3 năm nữa là anh sẽ có đủ một căn nhà nhỏ nhỏ. Căn nhà đó thì ở quận mấy hả anh? Quanh nhà mẹ, mới mua nổi chứ. Quận nhất, quận 7 thì chịu. À, dạ. Đâu cần đâu, nếu mà anh thích thì em có thể chọn ở Bình Dương. Còn không thì ở Gò Vấp hoặc bên quận 9, em cũng có mà. Nhà không quan trọng với em nữa rồi, chúng ta sẽ ở phòng trọ thôi. Vâng, hiện thời em cũng ở một căn phòng nhỏ để em quản lý bao quát được hết. Đó. Anh về anh quản lý phụ em luôn cũng được. Đó. Đến đây là mình cũng làm cái duyên, còn phần là do mình tự tạo ra. Dạ. Nên là em phải bấm nút nha. Em phải bấm nút nha. Chào anh. Hoàng Tất, sao chưa gì buông tay ra rồi? Em run quá anh ơi. Run cái gì đứng đây? Run quá tay run. Run thì run chứ, làm sao cho nó hết run thì thôi. Đứng đây em nhìn thẳng mặt bạn gái, bắt đầu nghe bạn gái hát nè. Em hát dở lắm anh. Làm gì đó, nói gì đó. Em đọc, vậy thì ở đây thì em có thể ứng khẩu thành thơ. Hôm nay gặp nhau ở đây, trong chương trình này, tuy chúng ta là người lạ, nhưng hy vọng rằng anh hãy cho em mái ấm để chúng ta có một ngôi nhà và những đứa trẻ trong mơ. Anh đâu biết. Anh đâu biết. Thơ cũng lạ quá ha. Là đọc thơ chưa? Đọc rồi đó. À, cái đó là thơ hả? Thơ đó. Thơ đời mới. Thơ giờ nó lạ lắm. Thôi được rồi. Bây giờ thì chúng ta để tay vào nút bấm đi. Thật thà, chất phác, một cô gái bản lĩnh. Mình phải trung thực với con tim của mình nha. Thích thì mình bấm, mình thấy không hợp với mình thì không cần bấm để mất thời gian lẫn nhau. Hai anh chị sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. Ừ. 1. Hai. Tại ảnh cũng lớn tuổi, với lại ảnh cũng hiền lành lắm. Nên thành ra là cũng lo. Lo đúng không? Theo đánh giá mà cá nhân của em á, thì hai anh chị á là về ngoại hình nó đã không tương đồng. Ba. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Anh bấm rất nhanh, ở số thứ 2 thôi là anh đã bấm rồi. Chúc mừng hai bạn. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Thấy người ta chân thành chưa? Thật ra nha, nên cho anh ấy cơ hội đi, anh ấy sẽ chứng minh được điều đó. Hoàn cảnh như thế, nhưng mà anh ấy rất là mạnh mẽ. Và đừng có gọi là nghĩ rằng là những cái người mà khó khăn mà người ta trùng bước đâu. Càng khó khăn người ta càng mạnh mẽ. Anh thấy rằng anh ấy sẽ đủ để chăm sóc em, đủ để có thể làm bờ vai cho em tựa vào, đủ thì có thể hỗ trợ em rất nhiều điều trong cuộc sống. Một nụ hôn đầu tiên cho ngày gặp mặt nào. Anh chúc em. Hôn sâu, thật sâu vào, hít hơi luôn. Chúc em hạnh phúc nha. Cảm ơn anh, cảm ơn cho bây giờ. Người mình đang cận thì là chưa từng nhân giảm tình nào. Nói chung là mình muốn là trong cái người mà mình thương á, nói chung là mình thôi, không có cái sự so sánh ở đây. Anh yêu cầu một cô gái trong trắng. Trong trắng đi. Hả? Nó thiệt là trong trắng là sao? Là con gái đó. Lúc mà em còn đi học á, thì đối với em cái chuyện đó cực kỳ quan trọng. Nhưng mà sau ngày khi mà em làm về công việc du lịch mà, em thường hay đi đây đi đó. Cho nên là em cũng có thay đổi cái suy nghĩ của mình một tí. Em cảm thấy là hai người thực sự yêu nhau đó mới là sự quan trọng. Mời nhà trai. À, ơi, chào anh. Xin mời nhà gái. Rồi, chào cô gái. Mời cô gái ngồi. Xin mời anh giới thiệu về mình. Tôi tên Việt Nam là Nguyễn Thanh Dũng. Tên ở bên nước ngoài là John Thanh Nguyễn. À, John Thanh Nguyễn. Đúng rồi. Anh nước ngoài ở đâu anh? Ở bên Mỹ. Mỹ tiểu bang nào? Hiện tại ở Atlanta, Georgia. Công việc của anh là gì? Kinh doanh tự do. Rồi, về nước lâu chưa anh? 12 năm rồi. À, vậy là đâu có qua Mỹ nữa hả? Có chứ, cũng đi thường xuyên chứ. Nói chung ra là một vài năm thì mình đi là mình cứ đi. Nhưng mà về đây thì mình ở đâu? Hộ khẩu thì ở ngoài Đà Nẵng á. Nhưng mà nhà thì ở Sài Gòn, ở trong chợ Đồng Hóc Môn á. Ở với ai? Một mình.
Đó, lý lịch trích ngang nhà trai tôi vậy đó, nhà gái nghe chưa? Dạ nghe rồi ạ. Bây giờ xin mời nhà trai nghe lý lịch của nhà gái. Dạ, lời đầu tiên Hoàng Dung xin phép gửi lời chào thân ái đến quý khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Toàn thể quý khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò qua màn ảnh nhỏ. Chào hai MC, anh Nguyễn Linh và chị Ngọc Lan xinh đẹp. Chào em. Và chào bạn nam nhà bên cạnh ạ. Em tên họ đầy đủ của em là Chim Trần Hoàng Dung và em cầm tên Quý Hợi. Em thuộc cung Song Tử, mệnh Đại Hải Thủy. Em sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Công việc của em là trong lĩnh vực du lịch, hiện nay em đã làm được khoảng 8 năm ạ. Em xin cảm ơn. Dạ. Em có điểm mạnh, điểm yếu gì em gái? Dạ, điểm mạnh của em là sống thiên về tình cảm ạ. Có tính độc lập, tự lập từ nhỏ. Tức là mọi việc em đều quyết định. Và em làm tự chủ mọi thứ, từ công việc, từ việc gia đình, mọi thứ đều tự lập hết á. Ngoài ra em cũng là một người phụ nữ khá là năng động và hiện đại, có suy nghĩ thoáng trong mọi việc. Và em vừa có thể chăm sóc gia đình và vừa cũng có thể ra ngoài kiếm việc, kiếm tiền. Còn anh trai anh có điểm mạnh điểm yếu gì anh? Điểm mạnh của mình à? Mình thì kinh doanh được chưa? Kiếm tiền thì... Anh kinh doanh về gì? Nhại lắm. Ngày ở bên Mỹ thì nói chung là mình kinh doanh đủ thứ hết. Nói chung là môn nào mình kinh doanh cũng được. Nói chung là nếu mà đưa kinh doanh vô trước mắt mình thì mình giải quyết được. Còn về Việt Nam anh kinh doanh gì? Mình đang kinh doanh gì? Bất động sản. À, bất động sản hả? À. Anh có muốn kinh doanh mỹ phẩm không? Tới bây giờ thời điểm này thì mình không muốn kinh doanh nữa. À vậy hả? Coi như là nó đã mệt rồi. Chỉ có muốn là có một gia đình người rồi. Nào đó để lập gia đình để cho ba mẹ vui thôi. Ủa, lập gia đình cho ba mẹ vui rồi anh, rồi, anh có vui không? Mình vui chứ. Đó, đang cần mà không vui. Mình vui trước nha. Dạ. Bây giờ mình nói cái tiêu chí về tìm người yêu thế nào ha anh nha anh. Cái người mình đang cần thì là người đó nghiêm túc trong vấn đề hôn nhân á. Nghiêm túc. Rồi còn gì nữa? Chưa từng gian dở mối tình nào. Chưa từng gian dở mối tình nào. Ý là chưa yêu ai luôn hả anh? Có thể yêu bình thường mà, đúng không? À. Nhưng quan trọng nhất là phải nghiêm túc. Thì là sao chưa hiểu lắm là nha. Sao? Khoan khoan khoan, để đi qua đi qua. À. Em chào anh. Chào bạn. Chưa yêu ai thì mới chưa gian dở. À, thì chưa yêu ai. Vậy là anh yêu ai chưa? Có rồi. Anh mấy mối tình rồi? Hai. Có cô nào là vợ chưa? Có rồi. Ở bên nước ngoài đó, ly dị rồi. À vậy hả? Anh ly dị mấy lần? Hai lần. Con anh vợ với ai? Anh có mấy đứa con rồi? Hai đứa, ở với mẹ bên Mỹ đó. Mà giờ anh muốn có gì người chưa bao giờ có người yêu hả? Nói chung là chuyện ly dị là không ai mong muốn. Nhưng mà đời mà, đúng không? Nhiều khi mình lại như vậy thì mình phải chấp nhận vậy thôi. Nói chung ra là mình muốn kiếm một người là trong lòng mình là số 1. Số 1? Đúng rồi. Và người đó cũng coi mình là một người... À, nói chung là an toàn trong cuộc sống. Nhưng nếu người ta giờ có người yêu rồi nhưng mà ta đến với mình ta vẫn coi mình số 1 thì sao? Nói chung ra người ta có người yêu rồi thì cái chuyện ta có người yêu là cái chuyện đó là chuyện bình thường. Thí dụ giờ ta có gia đình rồi ta chia tay ly dị giống như anh nữa rồi được không? Không. Không hả? Lý do tại sao anh không thích một người như vậy? Nói chung là mình muốn là trong cái người mà mình thương á, nói chung là mình thôi, không có cái sự so sánh ở đây. Anh yêu cầu một cô gái trong trắng cho trong trắng đi. Hả? Nó thiệt là trong trắng là sao? Là con gái đó. Chắc là ấy thôi ha. Sao em còn không? Còn không? Hết rồi. Hôm nay đi với ai? Đi với hai đứa em. À dạ. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan và khán giả trong trường quay. Em tên là Nguyễn Hoàng Ngọc, là nhân viên của anh Dũng hồi xưa. Anh Dũng thì tính tình ảnh là rất là thật thà, thẳng thắn, vui vẻ và cũng rất là hòa đồng và hay hỗ trợ giúp đỡ cho người khác. Còn lĩnh vực mà ảnh kinh doanh á, hiện tại ảnh kinh doanh bên bất động sản, nhà nghỉ và giữa đầu mối trái cây á, là anh cũng có máy sạc ngoài đó. À vậy đó hả? Thấy nhà gái sao? Thấy nhà gái sao? Còn em nhìn thằng Jack thì chị gái cũng rất là dễ thương. Thì mong là anh chị cho nhau cơ hội tìm hiểu nha. Bây giờ mình có lời khuyên nào cho anh mình không? Cứ bên đây là anh ở không mười mấy năm rồi hả? Phải không anh Dũng? Cũng có quen đó chứ. Tính mình thì rất thẳng, rất thật. Có cái gì nói thiệt cho mình biết. Mà mình đã phát hiện rồi là tật xấu mình đó là coi như là giận dai lắm. Em gái đi với ai cưng? Em có đi dạ, dai? Em đi cùng với lại người thân của em. À, em trai với lại em dâu à. Với rồi, lại bạn gái. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan, cũng như xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ. Thời gian còn trẻ, chị cũng lo cái việc học, rồi cũng có thời gian đi học ở nước ngoài mấy năm và cũng lo về công việc nên thành ra cũng không có nhiều thời gian trong việc tìm hiểu về cái chuyện tình cảm. Thì cũng hy vọng là cái dịp này thì không biết cái cho cái tiêu chí của anh Dũng đây thì cũng hơi đặc biệt. Thì cái vấn đề này là cái vấn đề cá nhân của mỗi người thì thành ra là vạn sự tùy duyên thì cái đó thì cũng tùy theo cái duyên số của mọi người thôi. Dạ xin cảm ơn ạ. Rồi trời ơi, nhà gái dễ thương lắm á, rất là xinh luôn á. Trời ơi trời. Thôi giờ mở rào đi.
cầm bông quá. Đó. À, lên chương trình không có gì tặng em. Anh có một vườn hoa rất là nhiều hoa lắm. Nhưng mà tính anh thì anh chỉ chọn một bông thôi. Anh không chọn nhiều. Dạ. Và nếu người anh chọn là cũng là một người thôi. Em hiểu ý. Ok. Dạ, cảm ơn anh. Thì nãy giờ sau khi mà nghe anh chia sẻ thì em cũng có một món quà ha, nhỏ nhỏ đi tặng cho anh. Đó, quyển sách này đó là Tìm Bình Yên Trong Gia Đình. Hy vọng là anh sẽ tìm được cái đúng đối tượng mà anh mong muốn. Anh cảm ơn em. À, em tên Dung hả? Dạ, em tên là Hoàng Dung. À, Dung với Dũng thì chắc cũng thêm dấu ngã thôi đúng không? Nói chung ra anh thì chắc là nãy em cũng nghe anh chia sẻ nhiều rồi. Nói chung là ngày xưa anh rất là đơn giản. Dạ. Nhưng mà do vấn đề cuộc sống đó, nó đẩy đưa phải không? Nó làm cho con người của mình mất tự tin nhiều. Rồi bị ám ảnh nhiều quá. Anh đã về Việt Nam là 12 năm rồi. Mà để kiếm một người vậy đó. Thì anh thật sự là 12 năm vừa rồi là nói chung là trái tim của anh nó chưa có ổn định. Rồi cứ lo công việc á, đam mê cho công việc. À, cũng chưa xác định được gì. À, chưa xác định được là nó như thế nào. Đó là nhiều khi bây giờ anh có muốn từ chối hay là em có muốn từ chối anh á, cũng chưa chắc là được. Nhiều khi duyên nợ trời định rồi. Chả em khỏi đâu. Em còn hỏi anh đó. Tiêu chí chọn bạn gái của anh thì nãy giờ em cũng có nghe rồi. Thì đây cũng là lần đầu tiên em nghe được cái tiêu chí đó. Từ một phía là người ta đã đổ vỡ trong hôn nhân, thì em cũng biết là anh sợ cái này sợ cái kia. Mỗi người sẽ có một cái duyên nợ khác nhau. Đối với em á, ngày xưa á, lúc mà em còn đi học á, thì đối với em cái chuyện đó cực kỳ quan trọng. Mình cũng là thuộc dạng người là bảo thủ đó. Nhưng mà sau ngày khi mà em làm về công việc du lịch mà, em thường hay đi đây đi đó, cho nên là em cũng có thay đổi cái suy nghĩ của mình một tí. Em cảm thấy là hai người thật sự yêu nhau đó mới là sự quan trọng. Mỗi người có một cái quan điểm khác nhau thôi. Nhưng mà đối với em là người con gái cực kỳ bảo thủ luôn. Cho đến nay em hiện đã có 3 mối tình. Nhưng mà hầu như những mối tình nào của em đều là cách nhau một khoảng thời gian rất là lâu. Một cô là hướng dẫn viên, cô đi nhiều nơi, cô gặp rỡ rất là nhiều người. Tại sao cô lại không tìm được người kết bạn đi kết hôn? Thì thật sự luôn là tính của mình là mình vẫn còn vui chơi. Lúc đó mình vẫn còn nghĩ là thời gian nó còn trẻ mà, hãy làm những cái ước mơ của mình trước đi. Đạt được ước mơ của mình rồi, lập gia đình tính sau. Cho nên là em không có quan trọng hóa vấn đề đó. Em luôn cởi mở với mọi người, vui vẻ với khách trên tour. Em cảm thấy là mỗi lần trên chuyến tour thì mình sẽ có nhiều kỷ niệm hơn. Và mình cảm thấy cuộc sống mình vui vẻ, nó sôi động hơn. Đến hiện nay là em vẫn chưa kết hôn như vậy. Còn với những mối tình đã qua, em cũng là người bị tổn thương rất là nhiều. Và có những nỗi đau á, có thể bạn bè và gia đình cũng không ai biết đâu. Chỉ có mỗi mình gói ghém cho bản thân mình biết thôi. Còn mối tình cuối cùng của em á, hai người không ai nói chia tay hết, mà bị trong cái trận đại dịch Covid vừa qua. Anh ấy đã muốn trong cái trận đó, chứ không phải là chúng em chia tay. Thì anh em coi như là bạn. Dạ. Còn vấn đề cái nhu cầu của anh đang cần. Nói chung ra hiện giờ anh đã có vợ và đã có con và cũng đã ly dị rồi và cũng cho hết tài sản cho con cái bên Mỹ rồi. Hiện tại nhà ở bên Mỹ cũng có, nhà ở Đà Nẵng cũng có, đất nông cũng có. Vấn đề tài chính và vấn đề kinh tế mình là suốt cả cuộc đời mình và luôn cả cuộc đời con mình không cần lo vấn đề nữa. Cho nên cái mình cần ở đây là mình đã bị ám ảnh vấn đề tình cảm nó nhiều quá rồi. Cho nên là cái tiêu chí mình cần là một người, nếu mà mình coi người đó là vợ của mình và cưới hỏi, muốn ở Việt Nam cũng được, muốn qua Mỹ cũng được, ở đâu cũng được, đối với mình không quan trọng. Cái quan trọng nhất là người đó chưa từng quan hệ để mình cảm thấy được yên tâm trong cuộc sống của mình. Thôi thì tiếp tục chúng tôi xem ở trên truyền hình có ai cùng quan điểm với anh Dũng thì chúng ta liên hệ với chương trình. Chứ bây giờ thật ra khó lắm. Vậy đi ha. Theo như Dũng thì chúng ta là bạn với nhau đi. Rồi, hai người có thể bắt tay nhau. Xin lỗi Dũng rất nhiều, chúng tôi không thể tìm được một tờ giấy trắng như vậy. Cũng xin lỗi Dung rất là nhiều. Chúng tôi cũng chưa tìm cho Dung một nửa mảnh ghép nào đó. Chúng tôi cũng đã cố gắng kết nối nhưng không được. Dạ. Và để hàng đầu. Ai cũng chung thủy, vấn đề do người đối phương gọi là vô tình làm người ta không chung thủy thôi. Cố tình hay vô tình không biết, nhưng tại người đối phương thôi. Thôi được rồi, tôi thấy vậy cũng ổn. Bây giờ mình cho gặp người thân của nhà đi. Gái được đúng. Không? Nhà gái đi với ai cưng? Dạ hôm nay em đi với chị và em của em. Dạ chào chị. Chị ruột ha? Dạ chị ruột ạ. Thấy chị dễ thương không? Dạ. Xin chào chị. Thấy chị nổi ghê không? Nhưng mà cô nãy mấy đứa thấy được không? Dễ thương không? Cô mà không bấm á cũng được mà đúng không? Dễ thương mà.
con nói đúng á, em lúc nào cũng phải đúng hết trơn á, anh lúc nào cũng phải sai hết trơn á, chừng nào em hết giận thì em mới sai. Cũng được, thỏa thuận. Thôi bà ơi, bà hay sân si người ta. À, dạ thì do em là giảng dạy bộ môn hóa học ha, nên là em sẽ dùng về bộ môn hóa để gửi đến anh. Đã. Thì anh có biết anh và CH4 khác nhau chỗ nào không? Chắc anh cần em giúp đỡ. Dạ, CH4 thì người ta gọi là metan, còn anh thì mê em. Dạ thì đến đây thì em đã gửi đến chương trình và anh một vài câu hát ạ. Dạ, tại vì em cũng là không có hát hay, chỉ là thích nghe hát và nghe nhạc thôi ạ. Em gửi đến anh là chương trình bài hát, vài câu hát ha. Cho em một lần yêu. Dạ. Về thì về uống với em. Dạ, mình chia sẻ nhiều công việc có áp lực hay là ở bên ngoài thấy là buồn chuyện gì đó, rồi về hai bạn cùng tâm sự chia sẻ. Mình thấy là sẽ gần gũi hơn với nhau. Dạ. Nhiều hơn. Bên đây không có nhậu, yên tâm đi. Bên đây rất là tâm lý luôn. Bởi người ta dù sao cũng có kinh nghiệm 8 năm yêu đương rồi. Nha. Rồi, bây giờ bên nhà gái đưa ra phần trăm đó mình được bao nhiêu phần trăm em trai? À, chiêu cáo thì chắc không được. Xém thôi. Vô. Nãy người ta vậy đúng rồi đó. Nó nói vậy cũng được rồi đó. Lúc đó chỉ là những lúc mít ướt á. Em muốn cái gì em cũng phải đúng á, anh uống gì em đó. Vậy đúng thì mới được chứ bây giờ mà ngồi nói như vậy là người ta chạy. Quan trọng là thể hiện thôi. Đúng. Còn muốn nói gì nói hiểu. Qua nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay. Hay. Trời ơi, hát vậy mà kêu hát không hay. Hay mà. Cô giáo ơi, mình đáp lại một bài, mình đáp lại một bài với nhà trai. Nó à, thiếu tự tin như vậy, chiều cao nó cũng không quan trọng lắm. Phân khả thì em nghĩ là tự tin đúng không? Tự tin. Ừ, được. Bây giờ mình thích người phụ nữ thế nào? Thứ nhất, vợ em là đạo đức. Đạo đức. Chỉ cần một cô gái lương thiện, chung thủy như vậy là vợ em đủ. Vậy thôi đúng không? Đúng rồi. Chỉ cần quá đơn giản, phụ nữ ai không chung thủy? Đúng. Tại người đàn ông làm cho tao không chung thủy thôi. Chúng ta nhà giáo nữa thì người ta đạo đức là cái hay, là cái quan trọng là thể hiện á. Còn muốn nói gì nói. Mạnh mẽ đúng lúc, nhõng nhẽo đúng chỗ. Ví dụ như, không, ví dụ như nói là anh khùng quá à. Nhưng nói dễ thương thì đàn ông là ok. Lúc đang gây lộn mà nói anh khùng quá là ăn cái bóp liền. Gây lộn như nó thôi anh khùng quá anh ơi. Thì cũng được đúng không? Quan trọng cách thể hiện. Nó ừ liền. Bạn em xin hát tặng bạn gái và tặng cả các quý vị khán giả với hát Người tình mùa đông. Thì em hát cũng có hay lắm đâu, vì giọng nói còn khó nghe nữa, nhưng mà mọi người cố gắng nha. Không nghĩ ai hát hay lắm nha. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì vì đâu mưa em không đến. Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hát hiu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm cho ta nhớ mãi ngày qua. Kỹ năng sống là nhiều lắm, cho nên là chị nghĩ là vấn đề tâm lý thì không quan trọng lắm đâu. Dạ. Tâm lý không ổn là mệt lắm á, ổn không? Rồi là nữa.
Về như là rượu bia thì mình hạn chế là được. Có gì về uống chúng em là được. Dạ, em cân hết cho. Đồ dữ lắm hả? Dạ, không thì lâu lâu mình về mình tâm sự với nhau thì thời gian đó để mình ở nhà mình tâm sự với bạn gái của mình thì đừng có lấy thời gian đó mình đi với bạn bè. À, dạ. Tức là thích uống bia. Tay nằm ngon, hai ngón đi đâu. Này gì? À, tôi sẽ ba. Mai còn quay nữa. Tháng mấy bay mấy bài hoàng 8 giờ về, nay tôi quay cho 8 giờ. Hôm nay 10 giờ. Ngày mai 10 giờ. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Đó. Ổn rồi ha. Còn chuyện còn lại của em tiến tới. Hãy tiến tới nói chuyện với cô gái đó. Nắm tay cô gái nói. À, thì nắm tay luôn. Hơi rún rún nhưng mà dạ lên nắm tay cho cho phép anh nắm tay em để cảm nhận được không? À dạ được. Hai tay bắt không phải bắt tay nắm hai tay rồi hát cho cô ấy nghe bài đi rồi nói chuyện tiếp. À hát ở thì nhân chương trình đấy thì nghĩ ông hiểu mà không có người hiểu người không, nhưng mà ông hiểu tôi là được rồi, không phải để nhiều người hiểu. Thì tôi biết là nhiều người hửi mà hiểu. Hửi là hửi là sao? Nhiều người hửi xong rồi hiểu. Ai hửi ai? Được chưa? Làm cái gì mà nói khó hiểu. Nói cho chưa dễ rồi hiểu. Đó bụng. Rồi gì nữa em? Bên kia là kinh nghiệm sống với lại. Thưa quý vị, chương trình Bạn Mới Hò được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Chương trình kết nối những trái tim đang tìm một nửa mảnh ghép của nhau. Và hy vọng rằng với sự kết nối của Ngọc Lan, Quỳ Linh, chúng ta có thể thấy được hạnh phúc của họ. Và mong rằng một ngày sớm nhất họ sẽ thông báo tin vui chúng tôi. Và rất nhiều cặp đã thông báo tin vui. Có con, có cái rồi quý vị nha. Chúng tôi rất là vui mừng vì đó. Và ngày hôm nay Quỳ Linh Ngọc Lan tiếp tục kết nối những cặp đôi nào đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Chúng ta cũng cảm ơn nhãn hàng Toshiba Việt Nam. Em có đất là có nhà. Mua nhà có thì mua đất trước đi cho nó khỏe. Dạ. Giờ có vợ thôi xây nhà luôn. Ổn chưa? Đó, ta lập nghiệp ta tính trước rồi. Với cái công việc của bạn này chắc có lẽ là lương cũng khá đó chứ bây giờ ấy đâu nha. Bây giờ em có đồng ý lên thành phố Hồ Chí Minh hay không? Thí dụ như hai đứa tiến xa hơn hay là em phải bắt buộc về dưới? Dạ nếu mà tụi em có dự định tiến xa hơn nữa thì việc em lên thành phố là đó là điều dĩ nhiên rồi. Dạ, xin chào MC Quyền Linh, MC Ngọc Lan. Dạ. Chào anh chị Vinh Bển và chào tất cả khán giả ở trường quay. Em tên là Trần Thị Kiều Diễm, là chị của Ngọc Diễm. Dạ, hôm nay thì cũng rất là vui được cái tham gia cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, đi theo cổ vũ tinh thần cho em gái. À, giờ chị thấy em rể tương lai này thấy được không? Chàng trai Toshiba Việt Nam chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Và bây giờ chúng ta hãy đến với cặp đôi đầu tiên. Xin mời nhà gái. Mời cô gái ngồi. Mời em trai. Ngồi đi em trai. Mình đặt ra trường hợp đi, tụi mình đến với nhau thì bạn gái có lên thành phố Hồ Chí Minh với em hay không, và lên thành phố Hồ Chí Minh em có đủ lo cho vợ cho con này kia không, em đã chuẩn bị gì rồi cho hôn nhân mình rồi, nói cho bạn gái biết đi. Thì thực tế thì hoàn cảnh gia đình của anh thì cũng không có khá giả gì lắm, thì từ nhỏ thì anh sống với ông bà nội, là bố mẹ gửi anh cho ông bà nội sống từ nhỏ tới năm 18 tuổi. Thì sau đó thì anh có làm việc ở Sài Gòn thời gian, anh qua Macau đó. Thì anh cũng có tích cóp được một phần nào đó, anh mua được một miếng đất nhỏ nhỏ. Còn về sự nghiệp thì anh đang nỗ lực, anh đang cố gắng hết mình.
chúc mừng em. Một chút gì đó tâm lý để em dễ mở lòng hơn. Chị nghĩ bạn này có 7 năm kinh nghiệm sống ở nước ngoài, sống với rất là nhiều người. Sống rất nhiều người. Không, ý là sống với nhiều thai không, tức là cái môi trường mình được tiếp xúc với là nhiều người trong xã hội. Tiếp nhiều xúc người... nhiều người chứ không phải sống với nhiều người. Nhiều người ở nhiều nước khác, nhiều khi ở đó người ta chưa sống với ai hết. Mình ở chung với lại bạn rồi sao, tập thể sao. Mình nó nhạy cảm, nó khó hiểu. Thì tôi nói hơi khó hiểu chút thôi nhưng mà tôi... Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Ngọc Lan. Xin chào bạn nữ đặc biệt đang ngồi bên kia. Và thật sự là xin chào tất cả quý vị khán giả. Em là Hoàng Văn Cảnh, năm nay 32 tuổi, hiện tại là đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, thấy được không? Dạ, thì tính của Ngọc Diệp á, như là Ngọc Diệp đã nói về những cái tiêu chuẩn á, thì em thấy là cảm nhận là ở bên đây cái bạn nam này thì về cái cảm nhận đầu tiên của em thấy là bạn rất là vui vẻ, cái kỹ năng sống rất là tốt. Rồi về những cái yêu cầu của em gái em thì em thấy là bạn cũng có khả năng là đáp ứng được rất là tốt bạn. Thì có yêu cầu gì thêm không? Dạ cái đó thì em gái chắc chắn là mình sẽ sinh sống và ở đây luôn. Chắc chắn rồi. Dạ rồi em cảm ơn ạ. Về nhà Bến Tre đi em, đẹp lắm. Đó, em đã từng về đó. À từng về hả? Vâng. Vậy thì bữa nào về đi. Em muốn về luôn được không? Hỏi bên kia. Hỏi bên đây chứ đừng hỏi bên kia. Bên kia hỏi đâu tôi có đi được liền luôn à. Rồi em có thể mời anh về Bình Chén nhỉ? Dạ nếu được thì về cùng em mà. Chị gái cho em cho phép em về không? Bây giờ á. Vâng. Vậy nào, bạn gái á, thí dụ như bây giờ làm gì Cảnh? Dạ em làm bên ngành khách sạn nhà hàng ạ. Khách sạn như em làm gì? Là em giám sát bên bộ phận buông phong. À giám sát quản lý này kìa ha. Dạ vâng. Rồi cũng làm sếp luôn chứ bộ. Hoàng Văn Cảnh 32 tuổi, quản lý khách sạn, sống ở quận 1, quê ở Nghệ An. Dạ, mời bạn gái của chúng ta. Dạ lời đầu tiên là con chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Phải em thì không cần quá là đẹp trai, ưa nhìn là được. Dễ thương lắm. Dạ. Chị qua chị nhìn cái là chị thấy chị ưa liền. Ơi, dạ, ta đi nước ngoài 7 năm ta không lấy vợ nước ngoài, ta về Việt Nam ta lấy là hay lắm rồi đó. Nói gì nữa? Dạ. Với lại là tính cách thì phải có một xíu tâm lý. Tại vì nhiều khi em thì sống tình cảm nội tâm quá. Dạ. Nên là nhiều khi cũng khó có chia sẻ. Nên dạ, là mong hiểu. Là bạn có thể có xuống gặp em được bao nhiêu lần. À cái này thì anh sẽ có cái ngày nghỉ hoặc là cái nghỉ gì đó thì anh có thể đi được. Vì hàng tuần thì anh cũng có một tuần anh được làm được nghỉ 2 ngày. Ừ, nếu mà có cơ hội thì xin thêm vài ba ngày nữa thì anh cũng nghĩ là sẽ dễ dàng thôi. Dạ. Ừ, giờ phương tiện cũng rất là thuận lợi rồi. Dạ. À, em nói là anh sống ở Nghệ An nhưng mà cũng là lập nghiệp ở thành phố luôn hả anh? À đúng rồi, thì anh định hướng là anh sẽ ở miền Nam lập nghiệp. Thì hiện tại thì anh cũng đang làm quận 1. Thì nếu mà sắp tới mà có di chuyển thì cũng xung quanh ở miền Nam này thôi. Nhưng mà sau này thì anh sẽ về Sài Gòn. À, chào bạn trai và cùng toàn bộ khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình tên là Trần Thị Ngọc Diệp. Năm nay mình 26 tuổi. Hiện đang là giáo viên làm tổng phụ trách đội và giảng dạy bộ môn hóa của trường cấp 2. Quê của mình là ở xứ Dừa, Bến Tre. Diệp ở Bến Tre là ở huyện nào Diệp? Dạ con ở huyện Ba Tri á chú. Huyện Ba Tri. Dạ. Rồi bên đây là mình đang ở quận. Em hài lòng là được. Dạ. Ơi. Dạ. Bà chị tuyệt vời. Cảm ơn chị. Dạ. Ừ, nhà trai mình đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái và em rể của em ạ. Thôi em gái em rể đó. Em gái thấy sao nè? Thấy chị dâu tương lai ngồi bển được không? Về Bến Tre ở được không? Trước tiên thì em xin chào MC Quyền Linh với MC Ngọc Lan ạ. Và gia đình bạn gái và toàn bè khán giả. Mấy vậy? Dạ hiện em là đang ở Bình Thạnh ạ. Bình Thạnh hả? Bình Thạnh xuống Bến Tre cũng không xa gì mấy nha. Đi cao tốc thì chắc cũng nhanh thôi. Dạ. Rồi bây giờ mình nói cho nhà gái biết ưu điểm khuyết điểm của mình đi nè. Dạ. Trước tiên em nói khuyết điểm trước là em dễ cảm xúc và không biết uống rượu. Không uống rượu là tốt rồi đó. Không, em nghĩ là hồi xưa thì tốt nhưng mà giờ em nghĩ không có tốt lắm. Sao vậy? Tại vì
nhiều khi mình phải giao tiếp giao... Sau chương trình này hả? Sau chương trình này dù có là gì hay là không là gì thì hy vọng em sẽ mời anh về Bến Tre. À dạ, có gì là sẽ mời anh về Bến Tre ạ. Mình bàn cái việc là bây giờ yêu xa đó, hai bạn tính hẹn hò sao? Bản thân em thì em nói với bạn gái á, bản thân anh thì cũng đi đây đi đó rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đi được, vì anh cũng không có vướng bận gì nên có thể về Bến Tre hay là bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. À, với công việc của anh thì một tuần thì mình có thể nếu thì biệt một chút xíu thì sẽ thì chút xíu thôi, không sao đâu, người ta cũng hiểu mà, không vấn đề gì nữa. Còn điểm yếu là gì? À, điểm yếu em vừa nói rồi đấy. À, điểm yếu gì đó hả? Vâng. Không uống rượu là điểm mạnh đó chứ, không phải điểm yếu đâu nha. Điểm gì mà mạnh nhất nè? Điểm mạnh nhất là của em nghĩ là em làm việc quyết đoán. Quyết đoán? Vâng. Và khi làm việc thì em rất là nghiêm túc trong công việc. Rồi. Và hiện nay em sống Bình Thạnh với ai? Dạ, ở một mình. Một mình ở nhà trọ đúng không? Dạ đúng rồi. Thì hôm nay cũng được rất vui là đi với anh trai. Thì với anh trai thì hôm nay thì chị bên này thì em thấy là rất là hợp gu với anh trai á, tại vì anh ưa rất là thích một người nhẹ nhàng, thì em thấy chị là rất là dễ thương, nhẹ nhàng. Và tính cách thì nếu mà hai người mà hợp lại với nhau thì rất là bù trừ cho nhau, rất là hợp lý. Tại sao anh của em thì hơi tình cảm, nhưng mà đặc biệt nếu mà chị quen anh thì anh rất là tuyệt vời, tại vì anh rất là người rất là tâm lý. Yeah. Anh rất là biết chiều bạn gái, rất là ga lăng. Tại vì anh là một người rất là thương gia đình, với bố mẹ, ông bà, với em gái cũng vậy. Ở chương trình này thì anh không nghĩ là anh sẽ tham gia đâu, vì anh cũng rất là bận. Nhưng mà được sự giúp đỡ của ban tập chương trình thì hôm nay anh có mặt ở đây để gặp em, đó là cái điều vui nhất rất. Cảm ơn. À, cũng đó là cũng là duyên ha, là mình tham gia chương trình rồi những món quà mà chúng ta chọn đều là sách nha. Nên là thấy sự đồng điệu giữa tâm hồn của em và anh. Dạ. Thì mong là chúng ta sẽ có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Nếu mà rồi bao lâu thì mới về Nghệ An một lần? À thì chắc khoảng một năm. Một năm về một lần. Dạ, sống ở trong đây có một mình thôi. Dạ vâng, thì có em gái và em rể của em thì đang ở Đồng Nai, thỉnh thoảng em có về ở dưới. Vâng. Mời nhà gái. Rồi nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi con. À, dạ điểm mạnh của em là thường rất là biết lắng nghe, vui vẻ, hòa đồng. Còn về điểm yếu của em thì em có một xíu hơi là khó tính, tại vì em hơi cầu toàn một xíu á chị. Dạ. Với lại sâu sắc như là mối tình đầu năm đại học của em thôi. Rồi bây giờ thí dụ mà mình có một người bạn trai khác nè, một người bạn trai mới nè, một cái mối tình kế tiếp của mình nè, thì mình mong muốn người đàn ông đó sẽ như thế nào? Dạ em muốn bạn trai em là phải cao 1m7 trở lên ha. Cao 1m7 chờ chị xíu. Chào nhà trai. Xém 1m7 rồi. Chào chị Ngọc Lan. Được 1m7 không? Em rớt rồi. Hả? Em rớt rồi. Xém thôi. Xém hả? Không xém được. Không sao, mang già vô. 7, 8 ăn thua gì. Bạn của mình và là người biết chăm sóc cho gia đình, thương yêu. Như là chị đã chia sẻ, anh là một người sống khá là tình cảm. Thì em cũng lựa chọn và đặt muốn bạn trai của mình cũng là một người mẫu người như anh. Cảm ơn. Dạ. Thì hôm nay đợi đây chương trình thì em cũng rất là vui, gặp em là vui rồi, có duyên rồi. Dạ. Khi được thì lúc đó em còn học đại học nên còn hơi nhát. Dạ. Nên là chưa có chủ động gì đi tiến xa với anh được. Dạ. Anh thì muốn tiến xa hơn. Dạ. Mối tình ô mai rồi ha. Dạ, đúng rồi ạ. Dạ. Nên là nó đã gãy gánh từ đó. Rồi những cái câu chuyện tình sau này nó cũng không có gì sâu sắc hết đúng không? Có gì sâu sắc không? Sâu sắc thì cũng không có, tại vì thường chỉ là bạn bè quen trong nhóm rồi cảm mến nhau thôi. Dạ. Chứ cũng không. Thì em nhiều khi cũng có về sống theo nội tâm nên là thiên về cảm xúc á. Nhiều khi cứ mình cứ sống theo cảm xúc của mọi người rồi không có thương cho bản thân của mình nên là cũng nhiều khi hơi thiệt khóc nhẹ. Dạ. Hơi thiệt thòi này chị hiểu mà. Dạ. Nhà giáo nữa cho nên là có những cái nguyên tắc nên thành ra là em hơi khó đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà không sao, những người như vậy thì sau này có con á, dạy con hay lắm. Dạ. Rồi, nhà gái bên đây cũng đơn giản lắm, nhà giáo cho nên sẽ có những cái Mình thấy em đi. Em là một cô gái rất là xinh. Dạ, em cảm ơn. Nhẹ nhàng,
và cảm giác anh cảm giác rất là gần gũi và thân thiện, thì chắc cũng đó là cô gái rất là tuyệt vời. Dạ. Còn về anh thì em thấy thế nào? À, dạ cũng như là theo anh đã chia sẻ thì anh có cuộc sống và làm việc ở nước ngoài, và thì em cảm nhận anh là một người khá là vui vẻ nè. Dạ, dạ. Sẽ có một cái tình cảm dạ dành cho bạn gái hoặc là người yêu thương. Những cái nguyên tắc của ngành giáo dục cho nên là đâm ra là có những lúc nó sẽ hơi khó một chút xíu. Không sao, bên đây tao làm giám sát tao còn có nguyên tắc khó hơn nữa đó. Cũng không sao đâu. À, bây giờ em trai, vâng, em muốn tìm một nửa không? Bây giờ mình nói đường tình duyên trước đi. Dạ vâng. Tình duyên em sao nè? Thì tại lúc này thì em trải qua đa mối tình. Ba mối đó hả? Vâng. Mối dài nhất là bao lâu? 5 năm. Mối ít nhất là bao nhiêu năm? 1 năm. Vậy là mối kia là mấy năm? Mối kia 2 năm. Vậy là 8 năm yêu đương rồi đó. Vâng. Kinh nghiệm nhiều lắm đúng không? Em mình ấy. Nhưng mà tại sao cái mối 5 năm đó mình yêu lâu vậy mình chia tay? Thì em nghĩ một người thương gia đình chắc chắn là thương bạn gái và thương vợ của mình. Nên em vẫn hy vọng là nếu được thì hai anh chị cho nhau một cơ hội đi tiếp. Cảm ơn. Cảm ơn em. Cảm ơn nhà trai, cảm ơn nhà gái luôn. Nhà trai, nhà gái hôm nay tuyệt vời quá. Bây giờ sao? Bây giờ mở rào thôi. 2, 3. Mở rào. Tấn công. Chào em. Dạ, chào anh ạ. Ai vậy? Thì khoảng thời gian đó là thực tế là em làm việc ở bên Macau, là từ 2013 tới 2020. À. Vâng. Thì cái lý do em về Việt Nam là cũng một phần là vì chuyện tình cảm. À. Vâng. Thì yêu nhau cũng lâu và cũng tình cảm lắm. Bạn nữ kia cũng bởi em cũng là rất tuyệt vời. Ừ. Nhưng mà vì khoảng thời gian đó thì chắc có lẽ là vì cái sự nghiệp của em chưa ổn định. Chưa ổn định. À, thì cũng là một phần. Rồi bạn đó giờ còn Macau hả? Dạ, bạn đó đang ở Macau và hiện tại thì cũng đã có một người mới rồi. À, có người mới rồi, thôi bỏ qua luôn ha. Dạ. Qua qua. Mặt cáp quen. À, giống nhau thế. Dạ, hôm nay thì em có món quà gửi đến anh ha. Dạ, trong đây là em tặng anh cuốn sách, là cuốn sách có tựa đề là Mọi nỗ lực và chờ đợi của bạn đều có ý nghĩa. Dạ. Ồ, thật là trùng hợp, anh cũng có cuốn sách cho em. Wow. Cuốn sách của anh là Tìm bình yên trong gia đình. Thì với anh là gia đình và người thân thì lúc nào cũng trên hết. Hy vọng là vậy là cũng có 8 năm yêu đương rồi. Vâng. Bây giờ mình sẽ có kinh nghiệm để đến với mối tình này cho nó chắc chắn luôn nha. Vâng. Em ở Macau bao nhiêu năm? Em ở 7 năm. 7 năm ở Macau. Wow. Như vậy là có nhiều cái kỹ năng sống, nhiều kinh nghiệm 4 sống lắm đây. Dạ. Mời nhà gái. Rồi, nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi? Chia sẻ cho chị Lan biết coi. Dạ, em tính từ lúc đi học đại học đến bây giờ là trải qua được 4 mối tình rồi chị. Vậy mà nãy bên kia ta nói ta 3 mối tình mà bảo làm gì đâu. Khi em nhận cuốn sách này em sẽ đọc và sẽ cảm nhận nó. Và sau này nếu mà có cơ hội chúng mình đi cùng nhau thì em sẽ là một người ở tốt cho anh gửi ha. Dạ, em cảm ơn ạ. Anh cảm ơn rất nhiều. Dạ, em cảm ơn ạ. Rồi, hai bạn ngồi đối diện với nhau nói chuyện nữa nào. Để cái gói quà lên đây bạn. Đây chị cầm cho. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Nói về cảm xúc đầu tiên của anh khi... Tại vì em thấy bạn chia sẻ là mối tình của bạn kéo dài 5 năm rồi thêm 3 năm nữa là tổng cộng là tới 8 năm. Còn như em là do một phần... do lúc mà học đại học ấy là em có quen một anh là ở anh làm bên quân đội. Dạ, rồi em và anh cũng có trao đổi thường xuyên với nhau rồi cũng có quen nhưng mà chỉ kéo dài khoảng 1.5 năm hơn thôi ạ. Dạ, xong rồi anh vào chuẩn bị đi học quân y cho thành phố á. Dạ, nên hai tụi em kiểu như cũng hơi xa cách.